Đứng trước làng hoa của chợ lách Bến Tre, đây là gọi là cái mơn, và đây là những cái hình ảnh mà thường thấy trong những cái dịp Tết mà người ta đã tạo dáng ra, như là đây là hình con trâu đang gặp cỏ, mà cái này nó không phải gọi là cỏ mà nó chuẩn bị ăn con đường. Và vì mình cũng không nên lo sợ quá, vì nó là con trâu bằng kiển thôi nên nó ăn không được đâu. Và đây là những gọi là hu nai, thú mà chúng ta thấy, và đặc biệt đây là cặp hồ lô. Cặp hồ lô này là của tiên ông ở trên trời gọi là Phúc Long Thọ, nhưng mà ông Phúc thì chắc do bận đi chúc phúc người ta rồi, nên là ông Lộc và ông Thọ để lại những cặp hồ lô này. Còn cái xa xa kia là cái gì thưa? Xa xa kia đây thì cái này mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ, và chúng ta có thể là đi lại gần. Nhưng mà tôi quan sát thấy là những con gà đang ăn. Đây là những con gà giả hay gà thiệt đây? À, đây là những con gà gọi là thiệt ở trong này. Thiệt sao? Thì ở đây thì nó có những cây kiển này là người ta đã chuẩn bị đặt và chuyển về thành phố. Thì như các bác thấy đây, bên kia một cặp gà đã có hai con mắt. Và chúng ta đã thấy hai con mắt chưa? Hai con mắt rồi. Như vậy thì đó là những cặp gà người ta chuẩn bị để cho dịp năm Dậu sắp tới. Và như đã nói trước đây là chúng tôi cũng đã ăn một cái lẩu gà tại thị xã Bến Tre, thì hôm nay cũng thấy gà ở đây nó gọi là sung quá. Bây giờ này chúng ta đã tính kìm một nghệ nhân để phỏng vấn, nhưng có lẽ khó khăn quá. Buổi trưa này thì chắc nghệ nhân đã ngủ trưa rồi. Nghệ nhân đã đi gặp nghệ sĩ rồi. Có thể là tạm gác lại giây lát để tìm một nghệ nhân khác. Có thể chúng ta không phỏng vấn nghệ nhân trồng cây kiển mà phỏng vấn các em học sinh đây. Coi đoạn đường đi học của họ có xa không. Có ra bắt gốc em này lại để phỏng vấn không. Ô, xem đạp cái xe nhanh thế.